cả cửa sau nữa bạn. Rồi. Rồi, bạn lại kéo cửa tiếp đi. Lại kéo cửa tiếp đi. Được rồi. Giờ tôi đi nổ các bạn quay lại đây lấy chìa khóa đi. Rồi. Mở cửa bình thường. Rồi mình quay clip cửa hít thôi. Mở ra sao? Dạ vâng đúng rồi. Cái này mình có thể set up được. Quay clip cửa hít luôn. Chờ đi rồi đi làm sao. Đây là cốp luôn này. Hai cánh. Được rồi.